Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Đó, một cành để đắm rất là đẹp ha. Mã số đầu tiên là 35. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 81. Chiều cao 81. Đường kính bầu 35. Cái này không ship chậu nha, cây sống khỏe từng chậu rồi. Cái này 950.000 em bao ship ha. Mã số là 35. Rồi, tiếp theo. Mã số 36. Cục chào bá luôn nè. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Mã số 36. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 750 nha, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 37. Mã số 37. Ồ, tàn rất là dữ nha. Hoành 15. Chiều cao 53. Mã số 37. Rồi, cái này 700.000 thôi chưa, bao ship tặng nhà. Rồi, tiếp theo. Mã số 38. Mã số 38. Hoành 28. Hoành 28. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Mã số 38. Mã số 38. Cây này cốt bự lắm nghe cô chú anh chị. Chà bá luôn nè. Đó. Lấy điều gan luôn. Đó. Rồi cây này giao luôn anh chị mình 900.000 nha, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 39. Mã số 39. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Mã số 39. Rồi cái này cũng 700.000 chưa, bao ship ha. Mấy cây già lắm nha chị, đế đẹp nữa. Rồi tiếp theo. Mã số 40. Mã số 40. Ồ. Đế quá trời đế luôn nè. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Mã số 40. Mã số 40. Cây này tàn rất là đẹp. Rồi cái này 750 luôn nha, bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo. Mã số 41. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Mã số 41. Rồi, cái này 850.000 bao ship. Rồi, tiếp theo. Mã số 42. Mã số 42. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Rồi, cái này cũng 850.000 luôn chứ, bao ship luôn. Đây rất là đẹp anh chị. Rồi, tiếp theo. Mã số 43. Mã số 43. Chị coi cây nào có đấy nó già, cây mà đế nó rất là đẹp ha. Chị coi đế nè. Chiều cao 62. Rồi, cái này 800.000 chứ, bao ship luôn. Mã số 43. Rồi, tiếp theo. Mã số 44. Mã số 44. Đế rất là đẹp. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 64. Chiều cao 64. Mã số 44. Rồi cái này cũng 800.000 anh chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 45. Mã số 45. Cũ nè. Ít bị cái cũ luôn nè. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 65. Rồi cái này 950 chưa, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 46. Mã số 46. Đấy quá đẹp. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Mã số 46 ha. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là. Rồi để hữu nghị cái này 700.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. 326. Cây này sống khỏe thường chậu nha, mới nhổ chậu ra nha chị. Đó nè. Quá trời cốt cành luôn ha. Bồng dữ lắm nha. Hoành 43. Hoành 43. Chiều cao 94. Chiều cao 94. Đường kính bầu 54. Đường kính bầu 54. Rồi cái này để rẻ anh chị là 1,5 triệu thôi anh chị ơi. Đó, cái bành kia luôn ha, bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo.
328. Cây đâm chồi rất là mạnh hết trơn nghe cô chú anh chị. Hoành 41. Hoành 41. Chiều cao 1m26. Chiều cao 1m26. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50, mã số là 328. Trời quá trời đâm luôn ha. Coi gần này, chị coi nè. Máy này gì chị vô dây được hết trơn nha anh chị. Cốt cành bắt không bự ha. Rồi cái này 1,6 triệu anh chị ơi, bao ship luôn. Mã số là 328 nha anh chị. Rồi tiếp theo 329. Cây này hổm em vô dây tính sửa lại mà chưa sửa nữa nè anh chị. Vô dây sẵn luôn rồi đó. Cốt cành đẹp lắm nha anh chị. Hoành 44. Hoành 44. Chiều cao 1m35. Chiều cao 1m35. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Giá cực kỳ mềm luôn, không còn mềm nào mềm bằng đâu anh chị. Rồi 1,6 triệu luôn anh chị ơi. Mã số là 329, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo 330. Cây này đế cũng đều lắm nè, đều gan luôn. Cây già cây anh chị cõi nu nè. Hoành 39. Cục nha. Nè già. Đường kính bầu 1m15. Ủa chiều cao 1m15. Đường kính bầu 47. Mã số là 330. Rồi cái này để rẻ của chú anh chị mình 1,4 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn. Nhiều nhiêu đây? 331. Này về chị mình vô dây lại nha. Cây tâm trời sống khỏe không? Không vô dây mình để, muốn để gì mình chơi cũng được ha. Cây này củ đế cũng bự lắm nè. Hoành đó 58. Chiều cao 1m24. Chiều cao 1m24. Đường kính bầu 57. Rồi 331. Rồi cái này hữu nghị của chú anh chị mình là 1,3 triệu thôi, bao ship luôn anh chị. To lắm ha. Rồi tiếp theo 332. Cái này cũng mới vô nước dây nè, mới vô dây đó. Về anh chị vô lại clip nữa ha. Hoành 32. Hoành 32. Chiều cao 88. Đường kính bầu 42. Rồi cái này giao lưu anh chị mình 1,2 triệu thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn, 1,2 triệu. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn.
mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, rồi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, làm gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe của chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe của chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình.
đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn đó. Đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc, bịch này là nửa ký 500g đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị đó. Này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước, muỗng cà phê đầy á mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ